chú chuột đáng thương ngất xỉu vì bị cô gái xuất chiêu sư tử rống. Một ngày bình thường như mọi ngày trong shop quần áo, cô gái vừa tính tiền xong cho khách hàng, quay về chỗ ngồi cách đó vài bước chân thì phát hiện có một vị khách không mời mà đến. Má ơi, cứu con! Cậu tí đi đâu mà chui vào tiệm của tôi thế này? Quá hoảng sợ, cô gái đã xuất chiêu sư tử rống. Rồi xong, không qua nổi con trăng này luôn rồi. Không biết là ngất hay đã chết nữa. Tội nghiệp thằng nhỏ, bị bệnh tim mà còn bị hù cỡ này thì làm sao mà sống nổi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Cô chủ shop thì được fan khiếp vía, giờ không biết phải làm sao bắt con chuột kia đây. Đi ra thì sợ nó tỉnh dậy, mà không đi thì cũng sợ nó tỉnh dậy. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Dưới phần bình luận thì có rất nhiều bạn đã để lại những comment hài hước, ví dụ như đi nhờ đường có tí xíu mà hù người ta rớt tim luôn hà. Gặp tôi chắc tôi xỉu trước con chuột. Chiêu sư tử rống của bà chị đỉnh quá, chắc là hay luyện tập với chồng. Bạn đã bao giờ gặp phải những tình huống dở khóc dở cười như cô gái này hay chưa? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé.